Xin chào các bạn, hiện tại thì ở Toronto đang có một cái event được gọi là Holiday Fair ở ngay tại City Hall. Thì cái event này cũng mới năm nay thôi, mấy năm trước thì Tú không có thấy. Nhưng mà năm nay cái event này nó cũng khá là hay. Thì cũng giống như một cái lễ hội ánh sáng như đó, thì nó sẽ có những cái trò chơi và những cái trình diễn thiết kế này nọ. Thì xin mời mọi người cùng nhìn nha. Ok, mình đã có mặt ngay đây. Rất là hiếm khi City Hall được trang hoàng bằng những ánh đèn rất là lung linh. Đây là một cây thông cũng lớn, không kém gì cây thông ở trong Eton. Và cây thông này nếu như mình không làm thì đây là cây thông thật. Thì tại event này mọi người sẽ bán hàng, bán những món hàng của Noel. Mình qua khu vui chơi chút, thế để vui. Tiếng nhạc không? Hôm nay thì là ngày thường, ngày thứ sáu, có thể nó không đông bằng những ngày khác. Có riêng một cái train station để mà đi cho mấy em nhỏ chơi, nhưng mà giờ này chắc là trễ quá rồi nên cũng không có ai chơi. Ở trên sân khấu chính của ở tại Nathan Phillips Square này nó đang trưng bày rất là dễ thương. Và thú cưng của anh này là một con thỏ. Very cute. So pretty. Right? No. No, I have to text and make sure it's funny. Oh, God, this is going to die. Harvey, don't look your boss. Harvey, yeah. Harvey, come on. It's Jared Raymond. Quay lại chủ đề chính, thì trên sân khấu họ trang trí giống như là một cái rừng thông, rồi có cái ghế đây chắc là để cho ông già Noel, nhưng mà giờ Noel chưa có xuất hiện. Thì có thể là thứ bảy nhà Noel chưa xuất hiện. Cũng đẹp lắm. Ở đây cũng giống như là một cái hội chợ á, có những cái trò chơi thắng giải, chơi bắn bóng, chơi này nọ nọ kia. Đây mình quay tiếp những cái cảnh từ bên trong của cái event này. Đây có một cái nơi người ta bán cây thông. Wow, hình như là người ta đang ngồi, không phải bán cây thông, mà chỉ là người bán mấy cây củi để mà cho nó ấm thôi. Đó là một cái nhà băng giả nữa nè. Hôm nay thì trời cũng không có lạnh lắm nên mọi người có
cũng thích đi chơi. Về những cái những tính nói những đứa trẻ nhưng mà ở đây toàn là những người lớn không. Họ đang chơi cái trò gì rồi vậy? Không phải, họ dẹp đi về. Đây là một góc khác của City Hall tại Toronto, mà mình hay gọi là Nathan Phillips Square. Thì đây là một cái hồ trượt băng nhân tạo. Thì hồ này mùa đông thì người ta làm đóng băng cái mặt nước để cho tất cả mọi người có thể chơi trượt băng. Mình thì mình cũng biết trượt băng chút xíu. City Hall, Toronto. Holiday Fair của City Hall tổ chức. Mình đang đứng trước Old City Hall và đứng dưới chân của cái đèn Big Ben của Toronto. Thì người ta có trang trí một cái giống như là mừng Chúa Giáng sinh nè, rất là dễ thương, đơn giản nhưng mà rất là dễ thương.